À, bây giờ hướng dẫn cho các bạn cách bố cục trước. Ừ, mình bố cục làm sao để bên phía bên trên của tờ giấy, nếu như cái khổ giấy A3 như thế này, chúng ta có thể chừa một chút xíu ở đằng đầu và bên dưới chân. À, chúng ta có thể chừa một chút xíu rộng hơn. Và cái ông tượng, nếu như bây giờ chúng ta vẽ như thế này, quay sang bên tay trái, thì chúng ta sẽ để mặt bên phía bên tay trái rộng hơn phía bên tay phải, phía bên đây. Và bây giờ muốn bố cục được như thế, chúng ta nhìn qua ở trên ông tượng, chúng ta thấy ông tượng nó chia làm 3 phần, 1 phần, 2 phần và 3 phần lên trên, tương ứng bằng với nhau. 1, 2, 3 phần tương ứng bằng với nhau. Bây giờ chúng ta mới lấy cái độ cao của ông tượng từ bên trên xuống đến cổng, chúng ta xoay ngang ngang. Từ bên trên xuống cổng, xoay ra ngang thì thầy sẽ có từ bên đây sang bên đây để mình lấy được cái bố cục bệ tượng tí nơi bằng lên đầu. Và bây giờ tôi sẽ vẽ. Nếu bây giờ thì đưa cái đường thẳng từ đây sang đây bằng cái đường cầm, và ta đo ở trên đồng tượng, chúng ta thấy từ cầm mà lên đến đoạn tập vào của sống mũi so với lại cái mi mắt trên, chúng ta thấy rằng đoạn đó thì gần như là chia đôi. Nên đo thử xem nó chia đôi chưa, từ cầm lên đến mi mắt, khoảng mi mắt đến lông mày chưa chia đôi, chúng ta lùi xuống bên dưới, chúng ta thấy đoạn này chia đôi. Đoạn này sẽ là đoạn gập vào của sống mũi hoặc gập vào sống mũi, lên bên trên này đoạn này sẽ là đoạn lông mày. Bây giờ chúng ta đo tiếp xem là từ cầm mà tới, chúng ta sẽ có điểm chân mũi ở đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Vẽ thì gì, bắt đầu chúng ta thấy điểm lông mày. Điểm lông mày, nếu như từ đấy lông mày mà hướng lên bên phía bên trên trán, chúng ta thấy lông mày đi ngả vào. Lông mày mà xuống bên trên gập vào của sống mũi, chúng ta thấy gập lông mày đi hướng đi chéo vào. Từ đó chúng ta có được lông mày. Lông mày bên đây sẽ bằng ăn đâu. Chúng ta thấy cách cái đoạn lông mày có chút xíu tôi đi gập vào đây sẽ có sống mũi, và lông mày bên đây đi chéo vào, đi hơi thấp xuống so với lông mày bên kia. Điểm dừng lại nó nằm ở đâu? Và so sánh với đầu mũi, từ chân mũi đây, chúng ta thấy lên đầu mũi cách một đoạn nữa sẽ thấy có đầu mũi. Và đầu mũi nếu như đóng ngược lên một đường thẳng so với lại đường lông mày này, thẳng lên trên, chúng ta thấy đầu mũi cách lông mày bao xa, cách một đoạn. Và từ chân mũi ra đến đầu mũi, chúng ta thấy có một đoạn cách chéo lên, chúng ta để chừa lên cái đoạn chừa đường chân mũi đó, đoạn đầu mũi. Chừa đoạn đầu mũi chúng ta kéo vào, chúng ta thấy sẽ có cái đường chân mũi đó, và đây là đường đầu mũi. Từ điểm đầu mũi này, chúng ta gióng thẳng lông mày thẳng xuống bên dưới, chúng ta thấy lông mày bằng đến chân mũi. Khi từ đầu mũi ta kéo vào chân mũi, chúng ta có điểm chân mũi nằm ở đây, đầu mũi nằm chéo ra sao. Từ cái sự gập vào của sống mũi này mà đi vào ánh mắt, chúng ta còn nhìn thấy rất là gần. Và cái đường mi mắt trên giáp với lại cái đường của gập vào sống mũi đây, từ chân mũi lên đến lông mày ta thấy mắt nằm gần như là chia đôi, chúng thấy mắt to bằng đây. Và nửa bên trên so với nửa bên dưới, nửa bên trên to hơn, nửa bên dưới tối và bé hơn. Từ nửa bên trên thấy ngả đi chéo vào, xuống đến mắt dưới ngả chéo vào nữa, mắt chỉ còn nhỏ ra đây thôi, chúng ta lấy kéo từ đây thôi. Thấy có được con mắt ra đây, chúng ta thấy lông mày bên trong đầu con mắt thẳng từ đây xuống, ta kéo xuống đến chân lông mày, đến đoạn lông mày này chấm dứt. Và từ lông mày chúng ta thấy má xuống đến đường mi mắt dưới thẳng ra, chúng ta kéo đây chấm dứt. Điểm từ chân mũi thẳng xuống, từ chân mũi mà lên đến cánh mũi ta thấy đi hướng đi lên, và bằng cánh mũi thẳng xuống ta vẽ được mũi. Từ cánh mũi xuống đầu mũi xuống cánh mũi ta vẽ được cái cánh mũi nằm ở đây. Và tiếp theo đó là gì, từ chân mũi, từ chân cằm mà lên tới môi dưới tương ứng bằng từ môi dưới lên tới nhân trung, hai đoạn này bằng nhau, miệng sao chiếm một nửa của nhân trung. Từ nhân trung hướng ra miệng ta thấy chéo ra, từ nhân trung này mà vào đến miệng ta thấy lại đi gập vào, gập vào so với mũi bằng đầu, gắn thẳng xuống ta thấy bằng này. Từ gập vào của môi dưới ta thấy gập đi chéo vào cằm, đi đổi hướng theo hướng khác,
đến đầu, gióng thẳng lên qua cánh mũi nằm ở đây bên trong, thì đó chéo xuống, vấn đề là một nửa của nó là cằm, và từ cằm thì kéo thẳng xuống bằng đoạn nào thì thẳng xuống dưới, gióng thẳng lên trên thấy bằng đôi mắt thẳng xuống bằng đây, vậy là cái cằm. Từ cái má này, gò má mà đi xuống đây ta thấy gióng từ nhân trung đi ngang qua, chân mũi đi ngang qua và bên trên bằng từ mắt thẳng xuống thế bằng này, kéo thẳng đường này và từ đây đổi hướng đi vào mồm, ta có cái điểm đó từ đây đổi hướng đi chéo xuống dưới. Rồi ta tìm ra cái đường má, đường má nằm ở đâu thì ta đo từ tai mà ra đến cánh mũi, từ tai ra đến cánh mũi bằng từ chân cằm mà lên đến mi mắt dưới. Chân cằm chúng ta có chân cằm này rồi, mi mắt dưới ta có mi mắt dưới, ta lấy cái đoạn thẳng này ta quay nằm ngang, ta sẽ có được cái tai nằm vị trí nào, đây là rộng nhất của cái tai. Và tiếp theo đó ta gióng từ bên trên ngang qua, thế à bên trên tai bằng lông lông mày thẳng ngang qua bên dưới đoạn tai, thấy gióng ngang qua một đường thẳng, đặt bút nằm ngang có thấy à song song tai và chân mũi bằng nhau, và thấy cái tai bằng điểm chân mũi này, và cái tai hướng làm sao, hướng làm thẳng. Nếu như ta bê cái mũi mà đặt sang cái tai thì cái tai nó to hơn cái mũi một chút xíu, lên thế này cái tai to hơn mũi một chút xíu. Đây, cái điểm rái tai nằm ở đây, 1/3 của cái tai bên trên sẽ cong vào đó, bên trên sẽ cắt cái đoạn thẳng này, ta có được cái tai. Từ điểm cằm lên điểm tai cũng thế, là có đoạn hàm, đoạn hàm đổi hướng ở đâu, từ tai đi thẳng xuống bên dưới gần như một đường thẳng và gióng ngang qua, chúng thấy bằng cái đường miệng này đi ngang qua bên đây bằng đường hàm, chúng ta gióng điểm đó lên, chúng ta có được điểm hàm. Từ cái điểm cằm này chúng ta sẽ đi vào nằm ngang, gióng thẳng xuống bằng điểm má thẳng xuống đây, đấy điểm này. Từ điểm này chúng ta gióng lên, chúng ta có được hàm bên dưới, và từ cái điểm cằm gióng xuống đi chéo chúng ta có được cổ điểm má, từ đường má này xuống được thân mà đóng có cái mảng mông, từ cái điểm má này đây chúng ta đi đóng thẳng lên đây một đường, chúng ta thấy đi lên 1/3 của cái tai để tạo ra xương quai hàm, một đường chúng ta sẽ nằm kia tạo ra 1, 2, 3 của cái hàm, từ đây chúng ta thấy đi lên lông mày chéo lên trên, từ đây chúng ta thấy lông mày chéo lên dưới, và đây là cái gò của lên phần lông mày từ cái trán này lên trên. Tiếp tục từ cái trán mà ra cái miếng gò của trán cho thấy nó đi gần như một đường thẳng nhưng mà hơi ngả vào, từ đây chúng ta thấy lên bên trên và chỗ nào là chỗ cao nhất của đỉnh đầu, có phải thẳng cái tai lên, điểm này thẳng lên là cao nhất của đỉnh đầu, tất cả sẽ cong theo nó, đấy là cái sọ đầu. Từ cái tai và tai gắn bằng sau lưng cho thấy đoạn này ở giữa cái đoạn tai đặt ra bên ngoài thấy bằng cái tai nữa, còn bên dưới thì chúng ta sao nằm 1/3 cái tai bên dưới thẳng lên bên trên, chúng ta thấy đi nhỏ hơn thì chéo vào đây. Ta có được cái đường sọ từ cái điểm này ra bên đây, chúng ta thấy cái điểm tai này to hơn sang đây, đi chéo hướng ra ngoài tiếp, và từ đây chúng ta thấy hướng đi chéo vào, từ đây nó đi vào sọ, có điểm sọ. Từ cái điểm lông mày chúng ta đi hướng lên trên, đi chéo vào. Từ cái điểm đỉnh sọ này chúng ta thấy đường tóc nằm rất là gần đường sọ, nên từ đây của sọ gióng thẳng xuống. Thì cái điểm tóc, cái điểm tóc mai tưởng tượng nằm bằng đường ngang mắt đuối ra một chút xíu, còn so với đường ta thì kéo vào đây, đây nằm giáp lông mày đi hướng về đằng trước, nên đến qua lông mày này chúng ta thấy đi ngả về đằng sau, đoạn này ta thấy có độ dày của cái tóc, tượng dày của tóc chúng ta đang ngả hàng trên, có độ dày của cái trán, nên là cái tóc. Từ cái đoạn sau gáy chúng ta cái tai đi võng xuống đi vòng ở đây, có hai gáy, gáy rồi chúng ta giống cái gáy thẳng lên bên trên, chúng ta thấy à tôi vào mới đầu ra bằng đây, đi hướng chéo ra ngoài, đoạn này sóng ngược sau đoạn này sao bằng ở trên cái đoạn thẳng chút xíu, thẳng ra bên đây bằng ở đây đi chéo vào, đoạn này sao bằng đoạn tai này thẳng ra này đi chéo gặp xuống. Bây giờ chúng ta lo tiếp đến phần bệ.
chúng ta chỉ được gần đóng xuống phần bệ là xong rồi. Cái phần bệ, cái vai đóng thẳng.